Mời quý vị theo dõi chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, trong những năm qua, Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên chú trọng đến việc bảo tồn các giá trị về nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là dân ca Chero. Nhờ sự quan tâm và định hướng đúng đắn của tỉnh, nên âm nhạc của đồng bào dân tộc Chero từng bước được nhiều người biết đến. Trong chương trình văn hóa nghệ thuật hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về các hoạt động bảo tồn các giá trị âm nhạc của người Chero trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng bào dân tộc Chero tại Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 8.000 người, tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ. Trong đó, huyện Châu Đức là địa phương tập trung nhiều đồng bào dân tộc Chero sinh sống nhất, với hơn 900 hộ, hơn 4.400 nhân khẩu, chiếm 2,99% tổng số dân toàn huyện. Theo quan niệm của người Chero, con người cùng các sự vật, đất đá, cây cối, sông suối, núi rừng và các hiện tượng mưa, gió, sấm chớp đều có linh hồn và có các vị thần ngự trị, chi phối, tác động đến đời sống. Từ đó mà người Chero luôn có những phong tục lễ hội riêng, mang đậm bản sắc của người dân địa phương. Trong các lễ hội thì âm nhạc luôn chiếm một phần quan trọng trong các nghi thức, gắn liền với nhiều loại nhạc cụ. Nhưng vì điều kiện sống, sự di cư, chiến tranh trong mỗi giai đoạn khác nhau mà không ít loại nhạc cụ dần bị mai một, mất đi. Thế hệ trẻ đôi khi chỉ nghe qua các loại nhạc cụ qua những người lớn tuổi, già làng kể lại, sau đó hình dung trong ký ức, tâm tưởng mà chưa ai được tận mắt thấy hoặc sử dụng bao giờ. Trước thực tế đó, với đề án bảo tồn những giá trị âm nhạc, dân ca Chero của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những người đam mê nhạc cụ dân tộc, dân ca Chero trong suốt nhiều năm qua đã về tận các bản làng, sưu tầm, nghiên cứu và phục dựng lại được không ít loại nhạc cụ cho đồng bào. Nổi bật nhất là gong Chello, gong Kla, kèn tuyên, kèn môi, cần vực, trước đây không còn tìm thấy. Tuy nhiên đến nay đã được các nghệ nhân, nhà nghiên cứu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục dựng và đưa vào phục vụ công chúng, cộng đồng. Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng có nhiều các dân tộc anh em khác. Nhưng mà nếu như các dân tộc thiểu số thì dân tộc Chero là một dân tộc có cộng đồng tương đối đông hơn của các dân tộc anh em khác. Và họ có những nhạc cụ rất đặc trưng. Nó có những loại nhạc cụ thì có thể giống như những nhạc cụ của dân tộc khác. Nhưng mà cái hình thức sử dụng nó lại khác nhau. Ví dụ như kèn bầu thì dân tộc Chero gọi là cầm vuột. Hình thức sử dụng nó cũng khác. Nhưng mà nó có những cái nhạc cụ đặc thù như gong Chello. Đấy, gong Chello và kèn tuyên. Hai thứ đó là hai thứ đặc thù của riêng Bà Rịa Vũng Tàu. Mà chỉ Bà Rịa Vũng Tàu phải có những cái loại nhạc cụ như thế này. Bản thân tôi đã xuống các cụm dân cư của đồng bào dân tộc Chero để trực tiếp hướng dẫn cho một số các anh em làm nòng cốt, làm hạt nhân để có hướng phát triển sau này. Một cái ước muốn của tôi là muốn đào tạo một cái đội ngũ nó tương đối có dày kinh nghiệm, đồng thời là có một tính sư phạm một chút để lưu truyền lại cho các thế hệ. Hơn 25 năm qua thì các cái nhà nghiên cứu trong một vài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện rất nhiều cái công trình nghiên cứu về cái nghệ thuật dân gian Chero nói chung. Bởi vì qua công tác nghiên cứu và công tác quan sát điện giả, chúng tôi phát hiện trong cái kho tàng nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Chero nó có rất nhiều cái giá trị về mặt nghệ thuật, về mặt nhân văn hết sức là sâu sắc. Do đó mà chúng tôi đã có chủ động và tích cực thực hiện cái đề tài nghiên cứu phục dựng cái nghệ thuật diễn xướng dân Chero để bổ sung vào trong cái kho tàng di sản văn hóa các dân tộc thiểu số. Việc chúng tôi tổ chức mà khôi phục lại các loại hình nghệ thuật dân gian Chero nói chung đó thì nó mở ra một cái cơ hội rất lớn, như cái lễ hội cúng tằng lúa hay là phục dựng các cái chương trình nghệ thuật dân Chero, mà chính là qua các cái đề tài để chúng tôi phục dựng lại lòng dân Chero, phục dựng lại cái ý thức, cái trách nhiệm của họ trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy cái giá trị di sản văn hóa của chính dân tộc mình. Và qua cái việc mà bảo tồn đó thì nó để lại các cái sản phẩm của đề tài
để phục vụ cho chính cái sinh hoạt của cộng đồng người dân. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhạc sĩ Phan Thiết được xem là một trong số ít người có thời gian dài nghiên cứu về âm nhạc dân gian chơ ro và thường xuyên công tác tại Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Phan Thiết dành cho đồng bào chơ ro có tựa đề là Chơ ro ngày hội, được viết vào năm 1988. Qua năm tháng, nhạc sĩ có thêm nhiều ca khúc khác nữa là Nắng Xuân, Mời Khách, Ngày Hội Dựng Nêu. Tính đến nay, nhạc sĩ Phan Thiết đã có hàng chục ca khúc ca ngợi về lao động sản xuất, các phong tục lễ hội văn hóa truyền thống của người chơ ro trên mảnh đất quê hương Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, nhạc sĩ còn sưu tầm, nghiên cứu viết lời mới cho nhiều bản dân ca gốc trên nền nhạc làng điệu dân ca sẵn có của người chơ ro, vốn có trong đời sống dân gian nhưng ít được biết đến. Trong đó phải kể đến các tác phẩm âm nhạc Cùng Mưa, Rủ Nhau Đi Trộm Tỉa, Hát Ru Con Gà. Nhạc sĩ còn thường xuyên có mặt tại Nhà văn hóa dân tộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tổ chức các lớp dạy nhạc cụ dân tộc cho các nghệ nhân, giúp họ biết cách sử dụng các loại nhạc cụ đã được nhạc sĩ phục dựng lại cho cộng đồng. Theo cái nhạc cụ mà ngày xưa của ông bà để lại là coi như là lễ hội, theo cái lễ hội truyền thống của dân tộc Châu Đo. Là nhạc cụ là coi như là có bộ chiên, cồng chiên là chính. Là cái đó là cái linh hồn của người dân tộc Châu Đo. Lớn tuổi như tôi bây giờ coi như là phục chế lại cái nhạc cụ là tôi cũng mong muốn những cái nhạc cụ đó làm sao cho nó phát triển lên. Được biết là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình có một cái chương trình là khôi phục lại cái âm nhạc của dân tộc Chơ Ro, thì điều nghe tới điều đó thì đã trong lòng đã rất là mừng rồi, nhưng mà làm sao để có cơ hội mà học thì cũng là may mắn khi mà gặp được nhạc sĩ Phan Thiết thì được nhạc sĩ giúp đỡ, và từ đó nhà văn hóa Bầu Chinh ở đây cũng tạo điều kiện cho chính mình tôi với các chị em cô bác ở đây, và chính bản thân tôi thì khi mà được học cái đàn con chả lóc này nè, tôi mừng lắm và tôi thích lắm. Về có cái đêm đầu tiên mà tôi học đó là tôi ngủ không có được. Cùng với việc phát triển các chương trình nghiên cứu phục dựng nhạc cụ dân tộc chơ ro và hướng dẫn cho các nghệ nhân biểu diễn các loại nhạc cụ, Trung tâm Văn hóa tỉnh còn là nơi tổ chức các lớp truyền dạy về dân ca chơ ro cho các em học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó mà nhiều em có cơ hội tiếp cận về các bản dân ca của dân tộc mình, từ đó ra sức giữ gìn và phát triển. Trong hôm nay thì con được học tham gia lớp truyền dạy dân ca chơ ro. Thì con được học rất nhiều điệu múa, bài dân ca như bài Hội Làng Cồng Chiêng. Những điệu múa đó nó góp phần cho con hiểu biết thêm về những động tác mà những người xưa họ đã sáng tạo nên những quá trình lao động sản xuất như là phát rẫy. Con hy vọng sau này con sẽ có thể thuộc được nhiều bài hát, thuộc nhiều các bài múa để có thể truyền dạy cho những thế hệ sau. Đã truyền đạt những cái sự hiểu biết của mình về múa hát, dân ca chơ ro, rồi cho truyền đạt cho các em học sinh. Mình am hiểu về người Châu Ro là mình phong tục của người Châu Ro là cúng kiến như thế nào và những người tác múa như thế nào. Đó, mình am hiểu được điều đó và mình sáng tác ra nhiều bài múa cho người Châu Ro. Khi dạy cho các em được một bài múa, một bài hát mà mắt em thuần thục, múa đều đẹp là hoàn thành nhiệm vụ, mình rất là hạnh phúc và tự hào về điều đó. Nhờ các hoạt động về bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà hiện nay, dân ca chơ ro đã trở thành loại hình âm nhạc dân tộc, tạo nên bản sắc riêng cho địa phương. Có thể thấy trong các chương trình lễ hội, các hội thi, các đợt liên hoan toàn quốc, dân ca chơ ro của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên góp mặt trên sân khấu, phục vụ công chúng và cộng đồng, mang lại các giá trị cao về nghệ thuật. Làng mi bre bre bốn ba mẹ trắng lốm lấp lẹ ấm nhì là cả sĩ con xe bền đè giờ bần gà tác ra quê ngân xô cú chẳng si pro
trung tâm văn hóa cũng đã là người đứng ra để thực hiện một cái đề tài là bảo tồn cái văn hóa của dân tộc Chô Ro, và những cái bài hát này và cái chất liệu của Chô Ro này đã được sử dụng ở trong cả kể cả những cái âm nhạc hiện đại bây giờ, và được phối hợp và lấy chất liệu, dùng chất liệu của Chô Ro để phát triển cùng với cái âm nhạc của thời đại, cũng đã có được những cái thành công nhất định. Đặc biệt ví dụ như là nhà hát của tỉnh đã dùng những cái bài chất liệu của âm nhạc dân gian Chô Ro để đi thi những âm nhạc toàn quốc, chuyên nghiệp toàn quốc, và đạt được huy chương vàng. Và có những cái bài hát cũng đã của gần như nghệ sĩ ưu tú Thanh Phong cũng đã được đạt được huy chương vàng và huy chương bạc trong các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Chế tác phục dựng lại nhạc cụ dân tộc, truyền dạy dân ca Chô Ro cho các nghệ nhân và thế hệ trẻ là một hướng đi vô cùng ý nghĩa của ngành văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong nhiều năm qua. Công tác này không chỉ bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần giúp cho cộng đồng người Chô Ro hiểu hơn về cội rễ, nguồn gốc âm nhạc của người dân địa phương, từ đó cùng ra sức xây dựng và phát triển. Thưa quý vị, chương trình văn hóa nghệ thuật đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.